tuyển Tây Ban Nha với biệt danh Cuồng Phong Đỏ, cùng thói quen có nhiều chiến thắng, hủy diệt, hứa hẹn sẽ làm khổ tuyển Croatia và Nua khi thiếu vắng chân sút lão luyện Perisic. Thế nhưng tuyển Tây Ban Nha cũng là đội thi đấu khá thất thường, lúc tưởng bùng nổ lại trở nên bế tắc, phập phù. Perisic, trái, vắng mặt khiến sức mạnh tuyển Croatia suy giảm đáng kể ở lượt cuối vòng bảng, tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-0 trước tuyển Slovakia. Là trận thắng đậm nhất vòng chung kết Euro 2020 tính đến thời điểm này. Tây Ban Nha cũng là đội bóng có rất nhiều chiến thắng đậm trước cả các đội mạnh yếu khác nhau như thắng tuyển Đức 6-0, thắng tuyển Ukraine 4-0, thắng tuyển Romania 5-0, thắng tuyển Malta 7-0. Chính tuyển Croatia cũng từng là nạn nhân của tuyển Tây Ban Nha khi thất thủ 0-6 ở cuộc chạm trán hồi năm 2018. Tuyển Tây Ban Nha dễ thắng đậm tuyển Croatia thế nhưng tuyển Tây Ban Nha cũng có những trận bế tắc như hòa 0-0 trước tuyển Thụy Điển, hòa 1-1 trước tuyển Ba Lan ở vòng bảng Euro 2020. Theo thống kê, đa phần các trận đấu mà tuyển Tây Ban Nha ghi bàn được trong hiệp 1, họ sẽ có chiến thắng đậm. Trong khi đó, tuyển Croatia nhờ sự tỏa sáng kịp lúc của hai chân sút kỳ cựu Modric, Perisic, giành chiến thắng trước tuyển Scotland cùng tấm vé vào vòng 1/8. Thế nhưng Perisic vắng mặt ở trận gặp tuyển Tây Ban Nha vì dương tính Covid-19 khiến sức mạnh của tuyển Croatia suy giảm đáng kể. Rất khó để họ tạo bất ngờ. Tỷ lệ cược Tây Ban Nha vs Croatia, tỷ lệ tỷ số chính xác Tây Ban Nha vs Croatia, các nhà cái quốc tế đánh giá rất cao tuyển Tây Ban Nha khi đưa tỷ lệ chấp một bàn trước tuyển Croatia. Tỷ lệ tổng bàn thắng là 2/1/4. Nếu ghi được bàn thắng sớm trong hiệp 1, khả năng Cuồng Phong Đỏ thắng đậm trước tuyển Croatia rất cao. Chắc chắn tuyển Tây Ban Nha sẽ chủ động kiểm soát bóng lẫn thế trận nhằm gây sức ép tấn công liên tục. Trong khi đó, Modric cùng các đồng đội tuyển Croatia sẽ cố gắng đeo bám, phá lối chơi của tuyển Tây Ban Nha và trực chờ cơ hội.